Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 5 tháng 10 đưa ra cảnh báo 4 loại siro ho và cảm lạnh của hãng Maiden Pharmaceuticals của Ấn Độ có thể liên quan đến 66 trường hợp trẻ em tử vong tại Gambia. Trong hôm nay, WHO vừa đưa ra cảnh báo sản phẩm y tế liên quan đến 4 loại thuốc được phát hiện ở Gambia có thể liên quan đến các tổn thương thận cấp và 66 trường hợp tử vong ở trẻ em. Theo WHO, các loại siro trên gồm Promethazine Oral Solution, Cofexmalin Baby Cough Syrup, Macop Baby Cough Syrup và Magrib & Co Syrup cũng có thể được bán bên ngoài Gambia. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, cơ quan này đang tiến hành điều tra thêm với công ty và cơ quan chức năng ở Ấn Độ. Giới chức Gambia đã bắt đầu thu thập siro paracetamol và Promethazine từ những hộ ở vùng nông thôn, một số khu vực. Cuộc điều tra của Bộ Y tế Gambia bắt đầu từ tháng 7, còn cho rằng vi khuẩn E. coli có thể là nguyên nhân gây nhiều ca suy thận cấp. Kết quả sơ bộ từ cuộc điều tra đang tiến hành cho thấy rằng có nhiều khả năng nhất các siro paracetamol và Promethazine gây ra những ca tổn thương thận cấp trong đợt này. Giới chức y tế nước này hôm 23 tháng 9 đã ra lệnh thu hồi tất cả thuốc chứa siro paracetamol hoặc Promethazine. Gambia trải qua đợt lũ nghiêm trọng nhất trong nhiều năm hồi tháng 7, khiến nhiều cống rãnh, nhà xí bị trào ngược. Bộ Y tế Gambia cho biết kể từ tháng 7, số ca bệnh thận nặng với tỷ lệ tử vong cao được ghi nhận ở trẻ em, chủ yếu sau khi tiêu chảy. Vi khuẩn E. coli được phát hiện tại bồn cầu của nhiều trẻ em, nhưng nhiều em trước đó không uống siro paracetamol. Trong khi đó, cảnh báo của WHO cho biết nhà sản xuất chưa cung cấp sự đảm bảo với WHO về tính an toàn và chất lượng của các sản phẩm đó. Việc phân tích trong phòng thí nghiệm đối với các mẫu sản phẩm cho thấy chúng chứa lượng dietilene glycol và ethylene glycol ở mức không thể chấp nhận. Cảnh báo cho biết những chất trên độc hại và có thể gây chết người, có thể gây đau bụng, nôn, tiêu chảy, bí tiểu, đau đầu, thay đổi tình trạng thần kinh và tổn thương thận cấp có thể dẫn đến tử vong. Theo Reuters, Maiden Pharmaceuticals chưa phản hồi về đề nghị đưa ra bình luận liên quan những thông tin về sản phẩm siro của hãng. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.